Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay sáng thứ hai các bạn ạ. Trời đẹp lạ lùng luôn. Vì vậy mình sẽ đi quay cái hoa anh đào nở cho các bạn xem nhé. Tại vì hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật vừa rồi thì trời mưa rất là to các bạn ạ. Mưa từ sáng đến tối luôn. Thì tối hôm qua khoảng 12 giờ thì thời tiết nó mới ổn. Và trắng thì rất là sáng các bạn. Đẹp cho các bạn này. Đây có một cái sườn gỗ mà mình thấy toàn là những cái người lớn tuổi họ làm thôi các bạn. Chưa thấy họ tuyển người lao động nước ngoài làm việc ở đây nữa. Đây có mấy cái sườn này mà nó chưa thấy tuyển các bạn ạ. Cái ông chủ của cái sườn gỗ đó các bạn, cách đây khoảng 6 tháng á, mình hay chạy bộ á, mình qua đây vừa gặp ông ra nghỉ ngơi ở ngoài đường lúc này ấy, thì ông ấy mới mình chào ông á, thì bắt đầu ông mới chào lại rồi nói chuyện đôi ba câu các bạn, thì lúc đó mới biết á là cái ông đó nhặt được tiền, nhặt được cái ví tiền của cái đứa cô hai của công ty mình ấy, 21 man lần các bạn ạ, không phải là một con số ít đâu, gần hơn 40 triệu các bạn, dễ sợ ha. Cái câu chuyện đó mình cũng đã làm một cái video chia sẻ lâu lắm rồi các bạn. Thực sự các bạn, lúc nó đi chợ vào buổi chiều ấy, tầm khoảng 5 giờ rưỡi ấy, thì nó rơi ví lúc nào mà nó không biết luôn. Đến khi nào nó đến siêu thị á thì nó không thấy cái ví tiền đâu đã, thì nó mới giật mình đấy các bạn, rồi nó mới báo cho cho công ty người quản lý á, thì lúc đó người ta mới đi thông báo với cảnh sát các bạn ạ. Thì sáng hôm sau ấy, mình qua đèn đỏ rồi các bạn nhá. Lên nào. Ok, đã vượt qua đèn đỏ thành công. Thì bảo cho cái người quản lý công ty của mình đấy các bạn, thì người ta tới sở cảnh sát á, gần đây chỗ mình đây, người ta thông báo. Thì đúng vào trưa ngày hôm sau luôn, thì công ty á nó hỏi các bạn ạ, nó hỏi từng người trong công ty của mình á, có ai mất ví không. Thì thằng cụ em kia thì lúc đó đi làm cả đêm, còn mình thì đi làm cả ngày. Thì hôm qua mình nghe nó bảo là mất ví rồi. Bữa mình bảo là có thể là thằng cô hai này á, bữa điền nó lên cầm theo giấy tờ tùy thân này kia các bạn. Rồi lên nhận về thôi các bạn ạ. Mừng đoá luôn ạ. 21 lá chứ phải ít đâu. Đây có một cái bài bài xe các bạn này. Đi đi mấy tuyến đường dài thì vào đây mua vé đi. Thực sự sau cái câu chuyện đó thì mình cũng thấy rất là hay các bạn, rất là hay. Đó là cái đạo đức của phần lớn nhiều người Nhật, người ta vẫn rất là tốt đó các bạn. Thực sự tại vì nói cái này ra thì nhiều khi cũng cảm thấy buồn lắm các bạn ạ. Đó là trong công ty của mình á, thì cách đây khoảng 2 năm trước á, lúc đó là mấy anh senpai các bạn, mấy cái người mà họ qua đây lâu năm rồi á, thì họ ở chung với nhau ấy, mà mất tiền các bạn ạ, mất 2 man thôi, mà cuối cùng là không tìm ra được và cũng không giải quyết được á, lộn xộn quá. Bởi cuối cùng là phải báo lên trên hiệp hội các bạn, người quản lý lao động nước ngoài của mình ấy. Thì lúc đó hiệp hội mới đưa ra cả những cái quy định cho các bạn. Ui này kia rất là phiền hà các bạn ạ. Đấy, đấy mới 2 man thôi các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn biết ạ. Cùng quê hương đất tổ nè, mà 2 man với 21 man nó khác nhau các bạn ha. Đấy, 2 man thì mới có khoảng hơn 4 triệu thôi, còn 21 man thì
lúc đó là phải 40 mấy triệu luôn các bạn. Đấy, nhưng mà người ta nhặt được ấy, mà người ta vẫn trả lại tới đồn cảnh sát đó các bạn, trả lại này kia, rất là hay luôn. Xem mình để xe chỗ nào nào, để xe tạm chỗ này rồi mình đi bộ luôn các bạn. Hôm nay ngày cuối tuần nhưng mà họ dẫn con cái đi ra công viên chơi nhiều thế đấy các bạn. Thật, mình biết vì sao người Nhật nó khỏe đấy các bạn ạ. Nó vận động nhiều á, nó vận động nhiều cho nên cái cơ thể của nó rất là khỏe. Đó là chưa kể nó ăn uống rất chi là đầy đủ các bạn, cho nên nó rất là khỏe nha. Cái giai đoạn trước á, người Nhật thì nó rất là, người họ rất là lùn các bạn, lùn hơn người Việt Nam nữa. Cái mã ren của người Nhật hẳn như vậy thôi. Nhưng sau này thì cuộc sống nó phát triển lên rồi, nhiều người ngoài quốc các bạn, nhất là dân Mỹ với dân châu Âu, nó giao thoa nhiều cho nên nó kết hôn này kia rồi. Cái giọng nói của nó bữa nay cao to lắm các bạn. Tối nay đã bóng các bạn, tối nay mới cấp 2 thôi mà nhìn to vậy đó. Còn cái tuổi cấp 3 các bạn, cái lúc mà mình chạy marathon ở thành phố này của mình ấy, thằng nào thằng đấy hắn cao to ghê lắm các bạn, nó chạy kinh khủng luôn, mình thấy cũng ớn á. Cái tuổi trẻ sau này của Nhật nó to cao lắm các bạn nhá. Còn công ty của mình á, mấy cái người mà từ tầm khoảng 35-40 tuổi trở lên á, thì đa số thì cái gen lùn của họ chiếm nhiều lắm các bạn, ít người cao to lắm. Đấy, giữa trời nắng thế này mà tối nay tập luyện rồi cái tối trên này ngồi trên khán đài nắng như vậy mà vẫn chịu tốt đấy, không mũ cũng nón gì luôn các bạn. Tối nay nó sưởi nắng tốt đó các bạn. Thì thông báo với các bạn chút đó là hình như là hết mùa đông ở Nhật Bản rồi các bạn ạ. Trời rất là ấm luôn. Bắt đầu từ 2 ngày mưa vừa rồi á, là mình nghĩ là kết thúc mùa đông rồi các bạn. Năm nay thì mùa đông kết thúc khá là muộn. Năm trước nhá, năm trước là tầm khoảng giữa tháng 3 các bạn, là trời ấm lắm rồi đó. Nhưng mà năm nay thì đầu tháng 4 luôn các bạn, cuối tháng 3, đầu tháng 4 như thế này trời bắt đầu mà ấm này. Ấm. Mình mặc áo phông á, mà đi thì vẫn cảm thấy nóng các bạn. Còn tuần trước á, thứ 5, thứ 6 á, trời vẫn còn lên lắm á. Bây giờ thì nóng luôn rồi các bạn. Hay ha. Hay các bạn. Quán xá đây luôn các bạn. Quán xá bên chỗ này đây luôn này. Đây có cái suối cá rất là nhiều luôn các bạn. Ôi, năm nay hoa anh đào nó cũng nở sớm luôn các bạn ạ. Là lung ghê. Tại vì năm trước á, là khoảng ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 á, thì lúc đó hoa anh đào nó mới nở như thế này này. Tại vì mình quay video các bạn, vậy là mình hãy chia sẻ những cái kỷ niệm này ở trên Facebook ấy, cho nên nó có cái timeline các bạn ạ. Thì mình cứ hay xem lại cái timeline ấy, cái dòng thời gian thì mình mới biết đấy, chứ không thôi mình không có biết đâu. Hoa nở đây này. Bọn này nó uống mấy cái bình nước to luôn các bạn. Đấy, nhìn cao to không? Thằng nào thằng đỏ toàn là trên 1m75 không ạ? Ăn nó cũng đầy đủ, nhìn nó to cao ghê. Đấy, vậy thằng trẻ trâu đây nữa. Đại các bạn, tụi học sinh á, nó được ra ngoài chơi như thế này là thoải mái lắm này. Để mình đi qua đây các bạn này.
hoa anh đào các bạn. Ở những cái vùng khác các bạn là họ trồng một rừng như vậy rất là đẹp luôn. Còn chỗ mình thì nó trồng một cụm ở cái góc công viên như thế này thôi. Cho nên nó mình đi qua vòng qua đây đi ha. Đẹp các bạn. Buổi chiều tối á thì người lớn hay người nhỏ gì á cứ chia sân ra. Đây nhiều sân các bạn, 1 2 3 sân. Bên kia có mấy sân bóng tennis nữa. Mà chơi. Đời sống nó cao lắm. Đấy, ở dưới này đã đấy. Bạn nào mà yêu thích cuộc sống ấy, thích đi ra ngoài tham quan với là tham gia những cái hoạt động ngoài trời á thì thích. Thì còn nhiều bạn á qua bên này làm việc mệt mỏi rồi á thì ít tranh thủ lắm các bạn. Ở Đông Phong á, thấy ở Đông Phong nó lãng phí thời gian lắm luôn. Đây các bạn này. Trời mặt trời lắm không ta? Đấy. Hoa nở kiểu này là cũng phải nở được gần một tuần rồi các bạn. Nhìn hắn được đẹp lắm các bạn ạ. Trùi hết mấy cái này không biết sao mà nó không ra hoa luôn, chết luôn. Đây là cái trung tâm viện dưỡng lão các bạn này. Toàn là người già. Mình không biết có điều dưỡng nào, hộ lý nào người Việt Nam làm ở trong cái này hay không. Tại vì nhân lực của cái ngân này á thiếu rất là trầm trọng luôn các bạn. Mình có mấy người bạn á cũng đi theo cái diện điều dưỡng về hộ lý đó đó. Hồi trước là học trung cấp ấy, học cao đẳng điều dưỡng à ở Việt Nam ấy, học ở Đà Nẵng về Huế ấy. Thì làm ở Việt Nam lương nó thấp quá các bạn ạ. Nghe nó chia sẻ ở làm ở Đà Nẵng á, làm ở bệnh viện tư đó, cũng thức đêm thức hôm trực ca này kia vậy á, nhưng mà lương không cao các bạn. Lương có được 8-9 triệu à. Vậy là trừ đi tiền ăn tiền uống tiền phòng á ở thành phố Đà Nẵng á thì còn dư đâu đó còn được 3-4 triệu à. Cho nên nó chán lắm các bạn. Làm mỗi tháng tích lũy ra được 3-4 triệu á thì không biết khi nào mà mua được cái căn chung cư hoặc cái căn nhà thấp cấp mà ở luôn là các bạn. Mình cho ở Đà Nẵng cái căn chung cư rẻ nhất chắc cũng phải tầm 800 đến 1 tỷ rồi đấy. Đó là mới Đà Nẵng thôi các bạn nhá. Thì mình không biết gia đình nào vui cho các bạn này. Đấy. Cuối tuần cả gia đình đi chơi vui thật đấy. Vui. Để không thấy ông bố đâu. Nó tan nhẫn nha các bạn. Chắc là đợt mưa hôm qua cái là nó tan luôn rồi các bạn này. Lẽ ra mình phải đi những ngày trước trong tuần trước các bạn. Tại vì cuối tuần á nó mưa to quá. Chắc nó rung hết rồi này. Đấy. Rung hết rồi. Tại tuần trước mình làm cả ngày các bạn. Mình làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối á, cho nên mình không có đi được. 8 giờ tối về muộn quá rồi. Về muộn quá và mình tắm rửa rồi nấu ăn nấu uống chuẩn bị thức ăn cho sáng hôm sau á. Và mình có thời gian là luôn. Nấu ăn nấu uống xong rồi cũng phải 9 rưỡi mới xong các bạn. Rửa rãi dọn dẹp á cũng phải 9 rưỡi mới xong. Thì lúc đó vào học hành này kia nữa. Thì vừa đến 12 rưỡi 1 giờ là mình phải đi ngủ rồi. Vừa không có đi tham quan được các bạn. Đây, hôm nay thì mình làm cả đêm cho nên mình có thời gian rảnh các bạn đấy. Sáng dậy ăn uống, giặt giũ dọn dẹp nhà cửa rồi. Tranh thủ thời gian rảnh này thì mình đi ra ngoài nắng các bạn. Nắng sướng lắm các bạn, nắng rất đà luôn. Nắng người khỏe các bạn ạ, mình thích nắng lắm kìa. Mình thích nắng lắm. Ồ. Đã đời luôn. Cầu vàng này các bạn. Cầu vàng á. Người ta dẫn cầu vàng này chơi kìa.
những cổ vàng này chơi đấy. Để mình xem. Buổi sáng á, buổi sáng có một đứa em nào á, nó nhắn tin cho mình trên Facebook á, mà mình chưa đọc các bạn ạ. Tại vì mình tập trung lắm, mình làm việc gì ra việc đó, cho nên mình ít khi mà bị sao nhãng lắm. Khi nào mình dành thời gian đọc tin nhắn mình trả lời cho các bạn á, thì mình trả lời luôn. Chứ mình có vừa làm việc này vừa làm việc kia các bạn, bữa cuối cùng không có việc gì ra việc gì luôn. Không biết thì cái lá đỏ này là cái gì ta, nhìn lá đỏ đẹp ghê. Những cây lá đỏ này mà nó trông lại một cùng với nhau nhìn đẹp lắm các bạn này. Còn hoa anh đào đây thì nó nở nở sớm quá rồi các bạn, không còn cái gì nữa luôn. Được chỗ gốc cây này các bạn này mà trải một cái bạt ngồi á, mà làm party ở đây xong ăn uống dọn dẹp xong là đẹp lắm này. Ở đây mát lắm các bạn ạ, ngoài trời thì nó rất là nóng nhá, nhưng mà mình ở trong cái bóng gym á, thì cái gió thiên nhiên của bên Nhật này á, thì nó rất chi là nữa các bạn, rất chi là mát luôn á, cho nắng mây nắng. Các bạn tìm cái chỗ nào mà nó gym á, thì gió ở đây rất là mát, còn mà không có cái chỗ nào mà gym á, thì nó nắng lắm các bạn. Mình đi ngoài nắng thế này á, để tăng cường vitamin D các bạn. Tại mùa đông á, thì mình ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều, cho nên nhiều khi giá rẻ này kia các bạn nó không được tốt. Đây, cái chỗ này các bạn này là mình hay với anh em nữa ra ngồi đây mỗi đồ ăn này kia nữa ra ngồi đây, quá đà luôn các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé, quay cho các bạn xem cái hoa anh đào một chút nữa này, rồi mình tâm sự với các bạn một chút về cái chủ đề rất là hay luôn các bạn nhé, đó là cái vấn đề về đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài các bạn, không phải ở Nhật Bản nữa mà ở Đài Loan hoặc là ở Hàn Quốc các bạn, ở nước ngoài nhiều nước lắm. Chia sẻ với các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.